đi bị trễ rồi anh em ơi. Anh em nào bên TikTok mà hỏi làm sao mà tôm nó lên bờ thì anh em quay tiếp tục kìa anh em.
khúc này anh em ơi, quá chừng luôn. Đứng hình ơi.
Thường thì những cái phút dồn tôm á, như dày tôm như nãy anh em coi á, là nó nằm ở chỗ sâu anh em á. Cái vuông á, thì nó cũng chỗ cạn, chỗ sâu thì tôm nó rút về, là nên nó dồn lại một khúc. Và cái khúc này anh em đang bắt ở dưới đây là toàn là khúc cạn, mấy bên vuông anh em, tôm nó cũng không nhiều. Và vuông của anh chủ ao, chủ vuông này thì anh còn một vuông ở đây nữa. Và em xin kết thúc cái video mình ở đây. Và em sẽ quay tiếp cho anh em xem cái vuông ở trước mặt, hai vuông hai bên. Bye bye anh em.